Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đi Review. Vậy là sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi thì chiếc điện thoại Fold 4 sẽ được ra mắt vào ngày 10 tháng 8 năm 2022 theo video thư mời từ Samsung. Và trong video lần này, mình sẽ tổng hợp tất tần tật những thông tin mới nhất về chiếc điện thoại Fold 4 này để xem chúng có những điểm gì vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm nhé. Đầu tiên, mình sẽ nói về thiết kế của chiếc điện thoại Galaxy Z Fold 4 này nhé. Theo các thông tin rò rỉ, chiếc Fold 4 sẽ có thiết kế mỏng và nhẹ hơn nhờ cải tiến bản lề, giúp nó ít cồng kềnh hơn so với Z Fold 3. Có tin đồn cho rằng phần bản lề được cải tiến sẽ giúp chiếc điện thoại giải phóng không gian bên trong nhằm trang bị khe cắm bút S Pen đi kèm theo máy thay vì phải mua và sử dụng rời như Fold 3. Nhưng theo cá nhân của mình thì nghĩ điều này khó có thể xảy ra các bạn ạ. Z Fold 4 dự kiến sẽ có các màu truyền thống, đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt, trẻ trung, hiện đại, đó là màu đen, màu xám, màu be và có màu sắc mới là màu xanh lá. Bên cạnh đó, cảm biến vân tay cũng sẽ được đặt ở vị trí mới. Thay vì được nhúng vào nút nguồn ở cạnh, giờ đây nó sẽ nằm dưới màn hình. Điều này giúp máy toát lên vẻ đẹp hiện đại hơn so với thế hệ trước. Nói đến màn hình, Samsung sẽ trang bị tấm nền AMOLED trên Fold 4 ở cả mặt trước và mặt trong, nhưng sẽ là thế hệ màn hình vật liệu M12 mới và mang lại độ sáng cao hơn. Màn hình bên trong cũng sẽ được bao phủ bởi một lớp kính siêu mỏng và có tin đồn rằng loại kính trên Galaxy Fold 4 được gọi là Super Ultra Thin Glass bền hơn thế hệ trước rất là nhiều. Các rò rỉ mới nhất cho thấy sẽ có một chút thay đổi về tỷ lệ khung hình nhưng không có quá nhiều khác biệt. Z Fold 4 có thể sẽ rộng và thấp hơn một chút so với Z Fold 3, giúp người dùng có thể cầm máy thoải mái hơn. Màn hình sẽ có nếp gấp nhưng sẽ ít hiện rõ và ít ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Các tin đồn nói rằng Samsung đã hoàn thiện công nghệ camera selfie dưới màn hình đối với thế hệ Galaxy Z Fold. Cả camera selfie bên trong và bên ngoài sẽ được ẩn dưới màn hình thay vì chỉ có camera bên trong như Z Fold 3. Theo leaker nổi tiếng iUniverse, Z Fold 4 sẽ dùng thiết lập 3 camera bao gồm cảm biến chính có độ phân giải là 50 megapixel, camera siêu rộng và camera tele đều là 12 megapixel với zoom quang học là 3x. Nếu tin đồn này là chính xác, thiết bị sẽ giải quyết điểm yếu lớn của thế hệ tiền nhiệm bởi Galaxy Z Fold 3 có cảm biến chính, camera siêu rộng và camera tele đều có độ phân giải là 12 megapixel với zoom quang học là 2x mà thôi. Theo nguồn tin cho rằng Fold 4 sẽ có dung lượng là 250GB và có phiên bản cao nhất là 1TB. Dòng Z Fold liên tục được Samsung quảng cáo là một thiết bị đa tác vụ và Z Fold 4 gần như chắc chắn cũng có tối thiểu 12GB. Một tin đồn thú vị xuất hiện gần đây về chip lưu trữ, Z Fold 4 sẽ là điện thoại Samsung đầu tiên có chip Unilever Flash Transit 4.0 mới. Chúng được cho là nhanh hơn gấp đôi so với các chip 3.1 đang được sử dụng hiện nay. Z Fold 4 được cho là sẽ trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, phiên bản Plus sản xuất trên tiến trình 4 nanomet và được cho là sẽ ít tỏa nhiệt hơn và hiệu suất cao hơn so với Snapdragon 8 Gen 1 thông thường. Qualcomm chỉ vừa công bố con chip mới gần đây và đưa ra những con số vô cùng ấn tượng. CPU và GPU nhanh hơn 10%, tiết kiệm năng lượng tốt hơn 30% so với Snapdragon 8 Gen 1. Dung lượng pin của máy vẫn là một ẩn số. Z Fold 3 có pin 4.400 mAh, nhưng với sự thay đổi về thiết kế để gọn nhẹ hơn, có vẻ như dung lượng pin của Z Fold 4 cũng sẽ không khác gì nhiều so với con số trên. Samsung dự kiến sẽ tăng các tính năng đa nhiệm trên Z Fold 4. Vì có báo cáo nói rằng một tính năng mới sẽ cho phép chúng ta mở chế độ đa tác vụ chia đôi màn hình chỉ bằng một lần vuốt. Ngoài các tính năng đa cửa sổ, phần mềm trên Galaxy Z Fold 4 có lẽ sẽ là One UI như trên Galaxy S22. Điều đáng chú ý đó chính là Samsung sẽ giảm giá Z Fold 4, mức giá sẽ bắt đầu từ $1,600. Trên đây là những thông tin mới nhất về Z Fold 4 mà Đi Review tổng hợp được. Trong lúc chờ đợi điện thoại này ra mắt thì các bạn có thể tham khảo ngay những mẫu điện thoại Samsung cao cấp đang có giá cực kỳ tốt tại di động thông minh. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh Đi Review nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.